Chào quý chị và các bạn. Cổ phiếu đầu cơ đang tăng khá là nóng. Khá là nóng. Ita 2 Hoàng Anh Gia Lai. Rất nhiều các cổ phiếu đầu cơ hiện tại trên thị trường đang tăng mạnh. Đây là một trong những cái chỉ báo mà khá là đúng trong cái kinh nghiệm giao dịch của Aramin Lê Văn Thắng và Tự Doanh Chứng Khoán trong thời gian qua. Thì cách đây khoảng tầm 4 tháng thì vào đầu tháng 9 năm 2017 tại thời điểm này thì trên báo của tin nhanh chứng khoán, báo đầu tư chứng khoán anh chị và bạn thì có đăng một cái bài là chuyến tàu cổ phiếu đầu tư lướt mạnh. Thì đây cũng là cái tín hiệu báo cho thị trường bắt đầu bước vào cái sóng hai lớn suy giảm. Thì hôm nay là ngày 17 tháng 1 thì các cổ phiếu đầu cơ, chuyến tàu cổ phiếu đầu cơ cũng đang lướt khá là mạnh. Thì có hay không, liệu có phải là cái chỉ báo cho một cái đợt suy giảm bước vào sóng 4 của thị trường hay không, thì chúng ta sẽ tiếp tục là quan sát thêm về thị trường trong những phiên sắp tới. Tuy vậy thì dưới góc nhìn gọi là dự báo tình hình thị trường trong khoảng thời gian tới thì thưa với quý anh chị và các bạn, Tự Doanh Chứng Khoán có thể đưa ra cho quý anh chị và các bạn hai cái góc nhìn, là góc nhìn của chuyến tàu cổ phiếu đầu cơ và góc nhìn của thanh khoản. Thì nhìn trên cái biểu đồ kỹ thuật của VN Index thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là thị trường trong giai đoạn 6 phiên gần đây thì khá là mạnh, tăng rất là tốt từ 1.020 điểm và ngày hôm nay thì đang giao dịch ở vùng 1.064 điểm. Tại thời điểm hiện tại thì thị trường vẫn đang tăng giá khoảng 1.27 điểm. Nếu mà anh chị và các bạn sử dụng cái bảng giá mà tìm những cổ phiếu mà dưới 10 tức là dưới mệnh giá thì hiện tại thì thị trường có rất nhiều những cổ phiếu mà gọi là Penny dưới 10 đang tăng giá rất là tốt. Trong số đó thì không thể không kể tới FLC, FIT, HARR, TSC, 2, KLF, ART, ROT và HNG với HAG. Thì chính xác thì tại thời điểm hiện tại chúng ta thấy CIG đang tăng trần. Chúng ta có thể thấy VOS đang tăng. Chúng ta có thể thấy là PTL, rồi HAP, rồi rất nhiều những cổ phiếu đang tăng rất là tốt, gồm có là TNI, TNI, RIC. Và đặc biệt là chúng ta không thể quên cổ phiếu 2 hiện tại đang khớp lệnh 20 triệu cổ phiếu, SAM khớp lệnh 1 triệu rưỡi, HAG và HAG khớp lệnh đến cả 10 triệu và HRR thì cũng đang khớp lệnh rất là tốt. Thì qua những cái câu chuyện mà nhìn thấy cái tín hiệu của phiếu đầu cơ thì liệu chúng ta có thể đưa ra một vài cái dự báo liên quan đến câu chuyện là nhiều khả năng là tín hiệu cuối cùng là chuyến tàu đầu cơ tăng tốc thì đồng nghĩa với câu chuyện là thị trường sẽ giảm tốc. Thì cái câu chuyện này thì là tức là gọi là cái ý này thì cũng được chia sẻ trước với quý anh chị và các bạn để mỗi anh chị và các bạn đều có một cái góc nhìn riêng và lấy cái kinh nghiệm không chỉ cho lần này mà những lần sau giao dịch trên thị trường thì chúng ta cũng coi đây là một trong những cái gọi là cái chỉ báo để có thể dự báo một phần thị trường. Còn về mặt thanh khoản thị trường thì thưa với quý anh chị và các bạn thì không khó để nhận ra thì từ phiên ngày mùng 10 tháng 1 đến ngày hôm nay thì thanh khoản thị trường luôn duy trì ở mức trên 300 triệu cổ phiếu một phiên, tức là mức thanh khoản cao nhất từ trước tới nay. Thì đây cũng vừa là niềm vui nhưng mà cũng là một trong những chỉ báo đáng để quan tâm chứ không thể là không quan tâm được. Bởi lẽ là cái niềm vui nó luôn dâng trào và cái gọi là cái quá trình giao dịch nó đẩy lên cao trào nhất định thì lúc đó mới là thời điểm mà thị trường sẽ khó kiếm ăn hơn, sẽ có thể xảy ra những cái rủi ro nhiều hơn. Thì vài cái chia sẻ về cái việc mà chúng ta đang mà bắt đầu nhìn thấy những cái dấu hiệu của thị trường có những cái tín hiệu cuối cùng trong cái câu chuyện là cổ phiếu đầu cơ tăng nóng, thanh khoản thị trường tăng cao và giá thì có vẻ là bắt đầu chậm đà tăng. Và thị trường thì rất là tử tế, không những nó tử tế một cách bình thường mà nó cực kỳ tử tế luôn, tức là nó dịch chuyển ở một cái vùng giao dịch trong khoảng thời gian khá là dài. Nó tạo điều kiện cho những người muốn bán thì cứ vô tư bán với mức giá cổ phiếu phù hợp và chốt lời rất là gọi là ăn khá là an toàn. Thị trường còn cho chúng ta thấy được rằng là tối hôm qua thì chứng khoán của thế giới cũng bắt đầu chứng đà tăng
Và đặc biệt nó một cái một 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 vấn đề mà rất nhiều quý anh chị các bạn quan tâm, đó là Bitcoin. Thì cái chết của Bitcoin là cái chết được báo trước. Sau khi đạt đến 19.000 đô một Bitcoin ngày hôm qua, Bitcoin đã dịch chuyển về tiệm cận vùng 11.000 đô một Bitcoin. Khả năng cao thì cái trend của Bitcoin đã tạm dừng, tạm nghỉ. Cái vai trò là cái túi của thị trường, cái túi của thị trường tạm giữ đồng đô trong khoảng thời gian mà Fed chưa kịp rút dòng tiền về thì đã gần như là kết thúc. Và nhân tiện video này thì chúng tôi cũng xin được dành ra một ít phút để trao đổi thêm với quý anh chị và các bạn về tình hình margin. Thì theo những cái thông tin trên báo đài thì cho rằng là margin, hay là cái câu chuyện mà hạ tỷ trọng margin từ 60% đến 50%, tức là chúng ta phải ký quỹ xong từ 50% lên 60%, tức là tỷ lệ cho vay margin từ 50% còn 40%. Theo cái dự thảo mới của Ủy ban chứng khoán thì nhiều đơn vị cho rằng nó không ảnh hưởng. Nhưng một góc nhìn khác nữa mà video ngày hôm qua chúng tôi vẫn chưa có nhiều thời gian để trao đổi thêm và trao đổi rõ hơn với quý anh chị và các bạn, thì hôm nay chúng tôi xin được trao đổi thêm về góc nhìn về margin như sau. Thưa với quý anh chị và các bạn, chúng ta giả định rằng là thị trường là một Mr. thị trường là một vật nuôi, một thú cưng. Chúng ta có một cái túi để đựng thú cưng, được gọi là vốn hóa thị trường và gọi là vốn hóa của các công ty chứng khoán. Thì margin là cái thú cưng, và thị trường cũng là cái thú cưng. Thì khi mà cái túi nói thế này thì hơi khó hiểu, nhưng mà tôi lấy ví dụ như là chúng ta có tổng cái lượng tiền để sử dụng cho vay margin là của tất cả các công ty chứng khoán SSI, HSC, VND, chứng khoán BIDV, chứng khoán Vietcombank và nhiều công ty chứng khoán khác. Thì tôi lấy ví dụ là tổng lượng tiền mà các công ty chứng khoán này thu xếp được để cho thị trường vay là 20.000 tỷ chẳng hạn, tức là khoảng 1 tỷ đô la Mỹ chẳng hạn. Tôi lấy ví dụ như thế. Đó là một ví dụ thôi. Nhưng mà theo đánh giá của Ủy ban chứng khoán thì lượng margin là chưa tới 1% vốn hóa thị trường. Mà thưa với quý anh chị và các bạn thì vốn hóa thị trường bây giờ là bao nhiêu ạ? Vốn hóa thị trường bây giờ là đâu đó khoảng tầm 90 tỷ đô la Mỹ. Theo cái số liệu thống kê vốn hóa thị trường, để tôi cập nhật lại cho quý anh chị và các bạn. Vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường thì theo số liệu gần đây nhất của năm 2017 là bao nhiêu ạ? Bao nhiêu ạ? Thôi tôi lấy con số là 100 tỷ đô đi, thì khoảng 1% margin, tức là khoảng bao nhiêu ạ? Khoảng 1 tỷ đô đúng không ạ? Chưa tới 1% thị trường thì ta khoảng 1 tỷ đô. 1 tỷ đô thì tức là bằng con số mà tôi vừa lấy ví dụ là khoảng 20.000 tỷ. 20.000 tỷ, đúng không anh chị và các bạn? Nhưng mà chúng ta phải cân đối lại rằng là thực tế thì tất cả các công ty chứng khoán trên thị trường hiện tại thì thu xếp được khoảng vốn bao nhiêu để cho vay margin? Cho vay margin. Và có lẽ là đang nhìn thấy những cái dấu hiệu rằng là cái lượng tiền mà các công ty chứng khoán thu xếp được nó chưa đáp ứng được cái nhu cầu vay của thị trường. Và cái động thái mà thu hẹp cái tỷ lệ cho vay cũng là giúp ích cho các thành viên của thị trường gồm các công ty chứng khoán có thời gian để thu xếp thêm nguồn vốn để có thể là tiếp tục phục vụ cái nhu cầu vay margin của quý anh chị và các bạn. Thì hơi khó hiểu một chút, nhưng quý anh chị và các bạn cố gắng hiểu là ví dụ như SSI là có khoảng 10.000 tỷ để cho vay. Ví dụ vốn chủ của SSI là, tôi lấy ví dụ đi, trường hợp SSI là vốn chủ sở hữu là khoảng tầm 8.900 tỷ. Thì chúng ta thấy rằng là toàn bộ vốn chủ sở hữu không làm được gì hết, dùng để cho vay hết, vay mình gìn hết, thì là có 8.900 tỷ để cho vay. Tôi lấy ví dụ thế thôi, chứ còn SSI thì họ còn dùng cái vốn chủ này để dùng làm cho nhiều việc khác. Nhưng tôi lấy ví dụ là toàn bộ vốn chủ SSI dùng để cho vay margin là 8.900 tỷ. Thì với việc SSI chiếm khoảng tầm 16% thị phần thì chúng ta không khó để nhận ra tổng cái lượng tiền của trên thị trường để sử dụng cho vay margin là bao nhiêu. Và sau đó thì chúng ta tính là tổng cái lượng vay margin hiện tại thì liệu là các công ty chứng khoán có đủ nguồn để đáp ứng hợp hay không, và chúng ta cân đối lại xem là liệu là đã
chịu một cái áp lực nào đó về vai margin hay không, thì chúng ta sẽ hiểu được rằng là cái margin giống như một cái túi mà đựng một cái vật, một cái thú cưng. Mà thú cưng thì năm 2016-17 đã lớn gấp đôi, Mr. Thị trường đã lớn gấp đôi. Nhưng cái túi, gọi là cái túi là các công ty chứng khoán, cái nguồn vay margin là cái túi thì chưa lớn nhanh và chưa lớn kịp để đáp ứng cái nhu cầu lớn của thú cưng. Thì chúng ta phải cần phải thay một cái túi khác rộng hơn. Nhưng để thay một túi khác rộng hơn thì tôi lấy ví dụ trường hợp Yesterday thì đang lấy dự thảo để phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi. Mục đích của việc phát hành này là dùng để thu xếp thêm cái nguồn vốn phục vụ cho vay margin. Thì các công ty chứng khoán khác cũng vậy, thì cũng sẽ phải tìm một cái cách nào đó để mà thu xếp nguồn để cho vay, để đáp ứng cái tốc độ tăng giá của thị trường cũng như vốn hóa thị trường tăng nhanh và cái nhu cầu margin của quý anh chị và các bạn cũng như là của thị trường. Vì vậy nên là chúng ta cần phải có thời gian để cho các công ty chứng khoán thu xếp. Thì nếu với cái đà tốc độ tăng của thị trường mà cứ cấp tập như hiện nay thì nhiều khả năng thì cái nhu cầu tức là sẽ tăng cao nhanh hơn, cái cầu vay margin sẽ nhanh hơn so với lại cái nguồn cung, tức là cái lượng mà nguồn cung margin, cái lượng vốn mà các công ty chứng khoán cũng như các tổ chức trung gian có thể đáp ứng. Vì vậy nó sẽ dễ dẫn đến những cái hệ lụy không mong muốn. Và cái chuyện điều chỉnh của ủy ban nhiều khả năng cũng sẽ là một phần gọi là tháo gỡ cái khúc mắc ở cái điểm này. Thì một vài phút dành thời gian để giải thích có thể là hơi khó hiểu cho rất nhiều nhà đầu tư mới mà chưa hiểu được cái tổng toàn bộ cái lượng gọi là vốn đang thu xếp để cho vay trên thị trường cũng như cái nhu cầu và cái tốc độ tăng của vốn hóa cũng như cái cầu nhu cầu vay margin thì hơi khó hiểu một chút, nhưng quý anh chị và các bạn cố gắng hiểu, và đó cũng là cái nguồn tài liệu tham khảo, mong rằng nó giúp ích cho quý anh chị và các bạn trong thời gian sắp tới để có thể định lượng được cái tình hình chung của thị trường cũng như cái việc mà đưa ra quyết định mua bán cho phù hợp. Cố gắng rằng là kênh tự doanh chứng khoán sẽ đóng một cái vai trò nòng cốt để kiểm soát tối đa cái rủi ro mà có thể gặp phải cho các nhà đầu tư cá nhân như quý anh chị và các bạn đang nghe chúng tôi nói đây. Còn các tổ chức hoặc là các quỹ đầu tư thì họ đã có bộ phận quản trị rủi ro. Chúng tôi không có mục đích hay là nhu cầu khuyến nghị hay là dạy khôn cho những cái tổ chức này. Còn chúng tôi chỉ mong rằng những chia sẻ của mình giúp ích cho anh chị và các bạn không bị mất tiền khi mà những lúc mà thị trường có những cái biến động khó lường. Mong rằng nhận được nhiều sự ủng hộ của anh chị và các bạn. Hãy like cho video, hãy đăng ký kênh và hãy chia sẻ video này để nhiều anh chị và các bạn đầu tư cùng chung cái tư duy đầu tư bền vững và giúp ích cho quý anh chị và các bạn trong việc ra quyết định đầu tư hiệu quả. Thân ái, chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong video tiếp theo.